ở trên trần gian thì chưa được hưởng bao nhiêu. Giờ đây đã phải về nơi những ngày nhớ những đêm khuya hai đứa vẫn gọi điện cho nhau em ơi em bảo yên tâm em bảo với anh là em vẫn khỏe. Nhưng ơi em vẫn bảo anh rằng anh đừng lo. Em ơi chỉ trong thời gian ngắn ngủi những dòng tin nhắn và những cuộc gọi thoại với nhau như vừa xảy ra ngày hôm qua. Anh thương em quá em ơi, càng nghĩ thì càng đau lòng. Giờ để anh biết làm sao để em quay về với anh như trước, để hai chúng mình mãi được bên nhau. Nhưng hãy em ơi, khổ nhất là con gái em, cứ nói đến tên em là quên đi lại khóc rất nhiều. Em có biết rằng con với cháu em nhớ mẹ, nhớ bà lắm không? Nên giờ đây anh thương em mà không nói được nên lời. Nhung Nhung ơi, Nhung ơi, có ai khổ như em suốt một đời phiêu bạt cho đến cuộc sống của em thanh nhàn thì lại ra đi mãi mãi muôn đời. Khổ thân em một cô gái hiền ngoan trên đời, mà sao ông trời mọi người qua tiếc thương em. Em ơi ở trong thờ mãi mãi nhớ thương một con người đức độ hiền lành.
ở trên đời ai cũng quý khung thường. Bây giờ tình nghĩa còn đâu, mãi mãi xa lìa rồi. Tình kẻ phố biết bao thương em rất nhiều. Thương em rất mãi ở trên đời mạnh quyền.